Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 7 sách giáo khoa trang 20. Đề bài như sau. Lấy thí dụ và viết các phương trình hóa học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho các phản ứng sau. Ý A, tạo thành chất kết tủa. Ý B, tạo thành chất điện ly yếu. Và ý C, tạo thành chất khí. Thì đây là một bài tập liên quan đến phương trình hóa học, đúng không nào? Và chúng ta phải viết dưới dạng phân tử và ion rút gọn. Đầu tiên là tạo thành chất kết tủa. Và tiếp theo là tạo thành chất điện ly yếu. Và cuối cùng là tạo thành chất khí. Để làm được bài tập số 7 thì chúng ta có thể xem lại sách giáo khoa trong phần lý thuyết. Hoặc là chúng ta có thể tham khảo bài tập số 5 trong các video bài tập trước của cô, đúng không nào? Ở đây, lấy ví dụ để tạo thành chất kết tủa. Cô sẽ lấy ví dụ tạo thành bạc clorua, một ví dụ rất là hay gặp, đúng không nào? Cô sẽ cho NH4Cl tác dụng với cả bạc nitrat, tạo thành kết tủa AgCl. Và bản chất của nó đó chính là ion bạc cộng tác dụng với cả Cl trừ, đúng không nào? Đó, một ví dụ rất là hay gặp để tạo thành kết tủa. Tạo thành chất điện ly yếu. Cô sẽ lấy ví dụ để tạo thành nước, đúng không nào? Ở đây, bazơ sẽ kết hợp với axit để tạo thành chất điện ly yếu và muối, đúng không nào? Thì nước đó chính là chất điện ly yếu. Bản chất đó chính là ion OH trừ tác dụng với H cộng. Cuối cùng, tạo thành chất khí. Cô sẽ lấy ví dụ để tạo thành CO2, một muối tác dụng với cả một axit mạnh. Bản chất đó chính là CO3 2 trừ tác dụng với H cộng. Ở đây vừa tạo thành chất khí và vừa tạo thành chất điện ly yếu, đúng không nào? Vừa rồi cô và các em đã cùng nhau làm bài tập số 7 sách giáo khoa trang 20. Lấy ví dụ để tạo thành kết tủa, tạo thành chất điện ly yếu và tạo thành chất khí. Sau đó thì chúng ta viết phương trình ở dạng phân tử và ở dạng ion rút gọn. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.